Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi nhân rộng bản lĩnh ý chí của đội tuyển U23 trong khi cơn sốt bóng đá vẫn chưa hạ nhiệt, nhưng cũng có ý kiến cho rằng chính quyền cần có hành động thiết thực. Dù để vượt cúp vô địch U23 châu Á vào tay Uzbekistan, các cầu thủ đội bóng trẻ Việt Nam vẫn được chào đón như những người hùng và gây tốn không ít giấy mực của truyền thông cũng như gây bão trên mạng. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Đình Hà nhận định với VOA Việt ngữ rằng cách người Việt ăn mừng cũng giống như người dân nhiều nước đam mê bóng đá khác và hoàn toàn không có sự phân biệt quan điểm, màu cờ hay chế độ chính trị. Luật gia Hà đặt câu hỏi về việc liệu tinh thần dân tộc, sự tự hào trong thành tích thể thao như vừa qua liệu có bị lợi dụng, đẩy lên cao quá đà để khỏa lấp các vấn đề nóng khác trong xã hội như trạm thu phí BOT, ô nhiễm môi trường, chống tham nhũng hay có sự lợi dụng việc này vào các mục đích kiếm lợi khác hay không. Sau khi tiếp đón đội tuyển, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 29 tháng 1 bày tỏ hy vọng rằng thành tích đạt được và bản lĩnh ý chí của đội bóng đá U23 Việt Nam sẽ tiếp tục được phát huy, nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực, vùng miền của đất nước, góp phần đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn nói rằng, thật dễ hiểu khi ông Phúc muốn tinh thần của tuyển U23 được lan tỏa rộng khắp. Sự kiện thành công của U23 thực sự đã truyền cảm hứng rất lớn trong lòng xã hội, đã làm chính khách thì càng phải nhận ra đâu là nguồn cảm hứng của xã hội, ông Tuấn nói. Trên mạng hiện đã xuất hiện những lời kêu gọi Việt Nam ngưng lên đồng tập thể và trở lại với những vấn đề thiết thực hàng ngày. Khi được hỏi vì sao người dân có thể rầm rộ ra đường để cổ vũ bóng đá, nhưng lại có ít người xuống đường để phản đối Trung Quốc ở Biển Đông hay tuần hành về môi trường trong vụ Formosa, ông Hà cho rằng bóng đá là một câu chuyện không nhạy cảm, không động chạm đến chính quyền.